Em chào các bác nhá. Hôm nay em lên một em xe trâu đẹp xuất sắc luôn, đẹp không tì vết các bạn, mới đến 95%, hầu như là đầu lốc hết các bạn, 15 các bạn. Đấy, một em trâu bê tôn duy nhất là mất dọ, còn nguyên bản từ đầu đến cuối xe quá ok luôn các bác nhá. Một em xe trâu này thì thực sự em cũng làm nhiều rồi nhưng mà chưa gặp một con nào mà nó mới mà chất lượng cao như con này. Đấy. Các bác nào mà có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918 096 215. Đấy, em nhận bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy. Các bác vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo hàng ngày. Một em trâu rất là đẹp, quá VIP luôn đấy các bạn. Để mà các bác mà mua về để sử dụng gọi đi thanh cảnh hay đi dạo thì quá ok. Duy nhất là mất một cái dọ, còn tất cả nguyên theo xe các bác nhá. Đấy, xe còn quá ok. Đấy, và em sẽ vào chi tiết để cho các bác chiêm ngưỡng con xe trâu hàng VIP này. Đấy, đây là dàn đèn của xe, còn gần như mới tinh thôi nhá. Đây là lốp về hãng của Talon nhá, lốp hãng của Talon, lốp hãng của Talon, dàn đèn này các bác. Đấy, mới không các bác, gần như chưa sử dụng mấy. Đồ lốc đây, ghi đông tay phanh ở lốc hết các bác nhá, ghi lốc hết này. Xe trâu thì rất là nhiều các bạn, nhưng mà để một con mới mà nguyên bản này thì khó tìm lắm các bạn, quá ok. Quay cho các bác xem, mới là không tìm vết luôn, không tìm vết. Logo của Peton các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem, quá ok luôn, đẹp lắm các bạn, xuất sắc. Đũa lốc các bác nhá, vành lốc, đũa lốc ít ra van hết đấy. Đây các bạn, ít ra van hết các bác nhá, dày máy ơi các bạn, như chưa sử dụng mà mới lắm các bạn. Một em trâu bê tôn quá đẳng cấp. Em quay về phần sơn này các bạn, quá ok. Đây là những cái vết xước vận chuyển các bác nhé, 15 các bạn, margin ra ban, sản xuất tại Nhật các bác nhá, sản xuất tại Nhật. Các bác nhìn cái yên này, đấy, thương hiệu của yên này, các ba ga lốc các bác nhá, các ba ga lốc. Về độ mới thì em khẳng định là con này quá xuất sắc rồi, về độ phần trăm mới của nó quá mới luôn các bạn. Lốp cũng là của bê tôn các bạn nhé, lốp bê tôn. Vành này, chân trống này, chân trống không nhầm thì cũng là Citalic. Đấy, Citalic. Hộp lốc kia các bác nhé, hộp xích bằng lốc. Mà đạp này các bác, nguyên xe này không thể chê được một điểm nào luôn các bạn. Các cái xe này không thể chê một điểm nào. Đấy, đèn hậu đây các bạn, còn rất là mới. Thị trường xe trâu rất là nhiều, nhưng mà để mà tìm được một con như thế này, em quay sang mặt trái.
còn gần như mới tinh các bác nhá. Vé tôn là mặt trái các bác nhá, trái của xe. Các bạn này, gần như chưa sử dụng luôn. Đấy, bát phanh của nó Stirling, vô phanh chân trống rồi các bạn, gần như là full nốc các bạn nhé. Đấy, chân trống này chưa sử dụng một tí nào luôn. Cái này chỉ để lưu giữ thôi, cái chủ cũ người ta chỉ để lưu giữ thôi các bạn. Thì ta lấy hết các bác nhé. Cái này lắp bộ giỏ vào nữa thì ok đấy các bạn. Đấy, em quay qua và phải xa xa một chút, chiêm ngưỡng một xe mà trâu này quá đẳng cấp đấy các bạn. Những con xe này thực sự bây giờ là quá hiếm rồi, vì nó còn mới đến 90-95% rồi các bác. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em nhé, em nhận bao ship toàn quốc. Các bác vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông đấy để nhận thông báo hàng ngày các bác nhé. Đấy, và em cũng xin phép được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.